Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Năm ngày 16 tháng 4 2020, đến với bản tin Hoa Thành Đốn hôm nay gồm có IV News, sinh hoạt nhóm từ thiện tình thương Virginia trong lúc dịch cúm và bản tin phân tích thời sự Hoa Kỳ. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi IV News, chủ đề nước Mỹ vĩ đại, người Mỹ gốc Việt sẽ vươn lên, chương trình do Xuân Thu gửi về từ Pennsylvania. Nước Mỹ có vĩ đại, người Mỹ có vĩ đại. Nhìn hình ảnh những người lính Mỹ, những vị anh hùng nước Mỹ ngồi may từng chiếc khẩu trang cho nước Mỹ trong trận dịch toàn cầu COVID-19 do Đảng Cộng sản Trung Cộng gây nên. Chúng ta tận đâu đó trong đáy tim mình, người Mỹ thật vĩ đại, nước Mỹ thật vĩ đại. Quay ngược dòng thời gian, tháng Tư đen năm 1975, Sài Gòn trong cơn loạn lạc, có người dìu dắt nhau chạy trong khói lửa và tan tác. Từng chiếc trực thăng đáp xuống nóc nhà Dinh Độc Lập. Hình ảnh từng người lính Mỹ, thay vì giành lấy chiếc ghế an toàn đó, thì họ vẫn đứng đó, giữa hoang tàn khói lửa, đợi những người Việt Nam lên những chiếc trực thăng dưới sức gió thật mạnh, như đang muốn dạt con người ta trở về nơi chúng tan tác bên ngoài cánh cửa kia. Rồi những chiếc thuyền gỗ mong manh lên đên giữa lòng đại dương mênh mông. Từng có người Việt Nam nhỏ bé, nép mình bên mạn thuyền giữa đêm đen tăm tối, đứng giữa những cái chết, mong chờ một sự sống lẻ loi. Và sự sống đó đã hiện hiệu, như những phép màu trong huyền thoại. Từng cánh tay vạm vỡ, to chắc của người Mỹ, người Úc, người Đức đã giang ra, vớt lên hàng ngàn sinh mạng Việt Nam khỏi những chiếc thuyền sinh tử, đưa họ đến bến bờ tự do. 45 năm đi qua, người Việt hải ngoại thật ấm êm trong vòng tay nhân ái của những vị ân nhân vĩ đại, của nước Mỹ vĩ đại. Nhưng rồi, con vi khuẩn cộng sản đó, bằng những cách dối gian, đã tìm đủ cách hủy hoại cả thế giới, mà mục tiêu chính là hủy hoại cả nước Mỹ. Trong những ngày qua, khi thế giới dường như đứng lại, thì cùng lúc bừng lên ngọn lửa thức tỉnh của toàn dân Mỹ, bừng lên tình yêu và sự quý trọng của toàn dân Việt Nam hải ngoại dành cho nước Mỹ, thức tỉnh toàn thể sức mạnh tiềm ẩn của đất nước vĩ đại này, đó là sức mạnh của tinh thần, đạo đức và nhân văn. Như bao nhiêu người Mỹ, người Việt nói chung và người Việt Nam Cộng Hòa nói riêng trên toàn thế giới đã chung tay góp sức cùng nước Mỹ vượt qua con sóng lớn này. Từ Boston, cô gái nhỏ nhắn dưới ngọn cờ vàng, Jenny Nguyễn, đã bôn ba khắp nơi, kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp, đã chung tay, chung sức, may ra hơn 5.400 chiếc khẩu trang, kịp thời hỗ trợ cho rất nhiều bệnh viện, healthcare và cộng đồng lân cận. Hội AVS, Hội Sen Vàng vùng Maryland, với sự chung tay góp sức của một lượng người Việt trong vùng, đã may trên 2.800 chiếc khẩu trang đạt tiêu chuẩn CDC, hỗ trợ cho các healthcare lân cận và đặc biệt là cho trại lính vùng Maryland. Hình ảnh các chị, các cô quay quần mỗi người mỗi việc đã tạo nên một sức mạnh tinh thần người Việt, không quên ơn nước Mỹ, những người Việt luôn sát cánh với quê hương thứ hai này. Và ở một phố núi xa xa, cùng dưới ngọn cờ vàng, hậu duệ thứ hai của Việt Nam Cộng Hòa, ngay từ tuần đầu tiên khi Pennsylvania rơi vào lệnh lockdown, chiếc máy may nhỏ bao năm bị lãng quên đã trở thành bạn đồng hành cùng cô ấy và gia đình, may trên 500 chiếc khẩu trang cho trại dưỡng lão, cho nhà thờ, cho ti cảnh sát, cho các nhân viên bán hàng ngoài chợ trong khu vực lân cận, cho một số nhân viên của Army Base, New Cumberland, PA. Tinh thần ấy được nung đúc cả cho thế hệ thứ ba Việt Nam Cộng Hòa. Đó là cô con gái nhỏ 12 tuổi ngồi giúp mẹ với câu hỏi: "Mẹ ơi, mình may mask để giúp nước Mỹ hả mẹ?" "Ừ, con à, chỉ là những chiếc khẩu trang bé nhỏ, như bao cô chú khác trên toàn nước Mỹ, sẽ gom lại thành một chiếc khẩu trang to con ạ."
Hình ảnh những nhân viên của một viện dưỡng lão vùng Maryland mang từng chiếc khẩu trang được may bởi chị Hồng Liên, một nhân viên y tế, bởi chị sớm nhìn ra được những hiểm họa và đã tự nguyện may trên 200 chiếc khẩu trang trước khi bệnh dịch bùng nổ, đã kịp giúp viện dưỡng lão tránh được sự lây lan chết người. Một nha sĩ vùng Pennsylvania, ái nữ của một cựu sĩ quan cao cấp võ bị Đà Lạt, đã tỉ mỉ từng chiếc khẩu trang với 3 lớp gửi đến bàn hiệu và cộng đồng lân cận. Một shop may nhỏ ở Nevada đã quyên góp và chung tay may trên 1.000 chiếc khẩu trang cho cộng đồng. Và chắc chắn còn nhiều cộng đồng người Việt chung tay góp sức từ những việc lớn đến những việc nhỏ cho đất nước Mỹ trong cơn đại dịch này. Chỉ là những chiếc khẩu trang nhỏ, những sự đóng góp dường như rất nhỏ, nhưng nó đã xuất phát từ những trái tim yêu thương rất lớn, những trái tim Việt Nam luôn hướng về nước Mỹ. Nước Mỹ có vĩ đại. Một trong những sự vĩ đại của nước Mỹ là khi người dân Mỹ muôn màu sắc tộc đã đồng lòng đồng sức thổi bùng lên ngọn lửa quyết tâm cùng đưa nước Mỹ trở nên vĩ đại.